thứ sáu tuần 32 thường niên. Cũng xảy ra như thế trong ngày con người xuất hiện. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày con người cũng sẽ đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tàu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người. Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót, người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sodoma, thì trời liền mưa lửa và diêm sinh, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy ra như thế trong ngày con người xuất hiện. Trong ngày đó, ai ở trên mấy nhà có đồ vật trong nhà thì chớ xuống lấy đi, và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó. Thầy bảo các con, trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ say cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi và người kia được để lại. Các môn đệ thưa Chúa rằng: lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy? Người phán bảo các ông: xác ở đâu thì diều hâu tự lại đó. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Làm lành, lánh dữ để được đem đi. Cũng xảy ra như thế trong ngày con người xuất hiện. Con người đang chung sống với nhau, nhưng có ai dám biết ai tốt, ai xấu, ai lành, ai dữ? Chỉ có Thiên Chúa mới thấu suốt tường tận tâm hồn của mỗi người, và chính Chúa sẽ ban thưởng nước Chúa cho người sống tốt lành, sống công chính. Lời Chúa cảnh tỉnh mỗi người hãy luôn sống tốt, sống lành, sống khát khao sự sống đời đời trong Thiên Chúa. Còn trần gian thì mời mọc, hấp dẫn cuốn hút con người khát khao sống, sống thêm, sống nữa, sống mãi trong hạnh phúc ngắn ngủi và quên đi sự sống đời sau với hạnh phúc vững bền. Chúa muốn chúng ta đánh đổi sự sống tạm thời này để lấy sự sống đời đời, bằng cách sống yêu thương, dâng hiến, sẻ chia cho người, như cách sống yêu của Chúa Giêsu, như lời người dạy. Trong ngày Chúa đến đem con người về sự sống vĩnh cửu, thì ai sống tốt lành, ai khao khát, ai ngưỡng vọng sự sống của Thiên Chúa và chấp nhận đánh đổi tất cả để được sự sống ấy, sẽ được Chúa đưa về nước Chúa. Ngược lại, ai ham chuộng đời này, lệ thuộc vật chất này, ai chỉ lo cho cuộc sống riêng mình mà không nghĩ đến ai, không xót thương ai, không chia sẻ cho ai, ấy là người sẽ phải bị để lại cùng với vật chất hư nát. Xác chết ở đâu thì diều hâu ở đó. Bấy giờ, số phận của thân xác cố tình trang điểm trau chuốt cho xinh đẹp này sẽ tàn vong. Lụt đại hồng thủy bất ngờ xảy đến thế nào thì việc Chúa đến với mỗi người cũng vậy. Ước gì các gia đình làm lành, lánh dữ, buông bỏ danh lợi dục để tỉnh thức chờ đón Chúa, luôn tin cậy mến Chúa và sống bác ái yêu người, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, vĩnh kẻ liệt cùng kẻ tủ rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết. Lạy Chúa, xin giúp các gia đình luôn khát khao sự sống vĩnh cửu qua việc mến Chúa và yêu người như Chúa đã yêu. Amen. Lạy Chúa, tháng 11 mời gọi chúng con ngẫm suy về cuộc sống con người ắt tử, nhưng không bao giờ là vô vọng. Bởi Chúa Kitô đã chết và sống lại, để ai cùng chết với người cũng sẽ được phục sinh với người. Mỗi người, mỗi nhà chúng con rồi cũng sẽ phải trở về với Chúa,
và thân xác xinh đẹp này cũng sẽ trở thành hạt bụi bay vu vơ trong gió ngàn. Nhưng chúng con tin hạt bụi ấy là hạt bụi hồng, hạt bụi được tái sinh. Chúng con tin xác loài người sẽ sống lại để sống sự sống thần linh của Thiên Chúa nhờ sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong niềm tin ấy, cả nhà chúng con nguyện xin Chúa thường cứu rỗi ông bà, cha mẹ cùng các linh hồn trong luyện ngục, cho được sống lại và được sống đời đời trong nước Chúa. Amen. Phần đời con Chúa ơi, rồi chỉ còn một năm cho thôi, về giữa chơi vơi theo gió vơi và biến tan muôn đời. Ôi Chúa ơi, xin cho con những mai mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mai mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận người và người phục sinh cho đời con hiến linh. Bóng chiều mơ bước xa xôi, làm trái tim côi nghe giá rơi nỗi đau phần người con Chúa ơi. Đêm dần trôi lời tìm đôi môi, lạy Chúa yêu ơi, con biết rồi người xóm thương muôn đời. Ôi Chúa, xin cho con nhớ mai mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mai mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận người và người phục sinh cho đời con hiến linh. Thế trần lại có chia ly, người sẽ ra đi về cõi trời bên quê mong đợi nơi Chúa thôi. Xin tình yêu nghìn thô khôn vời của Chúa ba ngôi tha thứ tôi và dẫn con về trời. Ôi Chúa ơi, xin cho con nhớ mai mình là được ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mai mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận người và người phục sinh cho đời con hiến linh. Xin cho con nhớ mai mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mai mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt
tàn này mà Chúa đã chết thân phận người và người phục sinh cho đời con hiến linh.